Xin kính chào bạn nha. Hôm nay mình cùng xem một cái máy D4. Quất kìa. Rồi. 1 2 3. Ồ, quá dữ luôn các bạn. Là tại sao làm bật cái mở khui hùng. Đấu cái này trước nè, cái này mới cổ nè. Máy này là D4. D4 hả? D4 này nó chạy dầu được, chạy xăng luôn không? Được. Chạy xăng luôn hả? Xăng sao giờ chạy luôn? Dầu chứ. Giật quay luôn hả? Dạ. Giật được quay được luôn. D4 mà sao mà nó giật được rồi? Cái dòng nó chạy nhỏ thôi. Dầu ơi. Được chứ. Nó không có mugi mà tại sao nó chạy xăng được ta? Tháo cái này ra dặn cái mugi vô là chạy mugi. Vậy. Ráp bình xăng con ngay đây. Nè nó có hai cái tay bắt bình xăng con nè. Vậy là tháo cái đó ra rồi dặn cái mugi vô. Đúng rồi. Mugi là của nó hay sao? Mugi của nó. Mugi của nó mới được phải không? Đúng rồi. Vậy là hiện tại là đang chạy này là mình không có thể đổ xăng vô chạy được. Chạy vô được mà nó mau hư tổ máy. Tại vì xăng nó rộng. Vậy là muốn chạy xăng á là phải gắn cái mugi vô rồi lắn thêm cái bu gì? Cái đó là gì? Bu e vô. Cái này giật thẳng vậy luôn thì bắt cái co ga heo vô, xài ga heo luôn. Gì? Cái tay quay mua bển à. Vậy mà nếu mà chắc là có lẽ mình để bình xăng con vô chắc là nó lẹ tu hơn quá không? Đúng rồi, ghê lắm. Đâu giật thêm cái nữa Lộc. Đây. Bây giờ các bạn coi thêm lần nữa để đây, phát triển Lộc giật thêm. Là tức là anh em cứ quay tới thông số cái thật là khó luôn nha các bạn. Ác thì ha. Sẽ xuất 1993 cho tới 1995. Đầu tháng máy này được xuất bản 1995. Sau 2 năm được sản xuất bởi tháng 12. Made in China. Là của Trung Quốc. Là nó có D3, dòng D này là nhỏ nhất là D3. D3. D lớn nhất. D lớn nhất hiện nay là D42. D42 ha. Rồi giật lại cái nữa. Máy này là chưa bung gì hết. Bây giờ thì anh em nếu mà không tin tưởng thì bây giờ em sẽ tháo cái nắp này ra cho mấy anh em coi.
Thầy để em lấy cái ống nước mời đi. Giật chạy cho mình coi. Cái này một tiếng đồng hồ chạy maximum luôn, khoảng như lít dầu ha. Nó lít xị là dữ lắm rồi. Một tiếng đồng hồ lít xị ha. Lít ăn ghê ha. Nhẹ vô hết ta, cái nồng 77 ly. 70. 70 ha. Nó nồng 70 là nó lớn hơn. Vậy là nó nhỏ hơn cái xe Honda của mình ha. Lớn hơn. Trái ngược luôn. Trong cái bô ly là bắt đầu cái là mình giật lại vậy đó. Quá giật nhẹ quá. Ai có cần lên gan không anh? Có. Để em lên gà cho anh giật một cái là nó chạy ngựa. À lấy hơi con nó xong rồi nó. Lấy hơi vậy giật cái trái à. Cậu ơi cái này có khi nào mà có sự cố mà nó quấn vào dây giật chổng không lật? Không có ra. Quấn chổng hết bà già luôn. 1, 2, 3. Xin mến chào bạn nha. Hôm nay thì mình đến với Đồng Tháp, lắp giò Đồng Tháp các bạn. Ở đây là có một người bạn ở đây bán chuyên bán máy cổ các bạn. Đây là Lộc. Lộc chuyên bán siêu tầm đồ cổ, máy cổ. Đó. Có những cái máy rất là lâu đời như là cái i5. Hiện tại đây mình quay cho bạn xem. Đó. Cái i5 này thì có hộp số đầy đủ luôn các bạn. Cái máy này thì rất là cổ luôn. Máy này có thể nói ngày xưa là cả một gia tài đó mới có thể mua được cái máy i5 này. Đó. Các bạn xem.
cái bánh chớn nó đằng 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 sau đó, rồi cái tay quay nó đằng đằng dách bên bên đây, rồi hộp số thủy, hộp số này là hộp số có sẵn dính trong máy luôn các bạn. Thì ở đây thì chuyên bán và siêu tầm những cái máy cổ 70-80 năm cả 100 năm cũng có luôn các bạn. Nó thì anh em bà con nào có nhu cầu mua thì liên lạc đến đến Lộc, mình sẽ để lại số điện thoại cho các bạn tham khảo. Đây có những cái máy này, cái máy máy này là Mitsu hai lốc đó. Đó. Rồi có những cái là D4 rồi NT 65 rồi D4 rồi tất cả những cái máy rất là nhiều các bạn. Rồi đây có những cái máy là hai bánh chớn luôn, máy dần mà hai bánh chớn đó. Máy dần mà hai bánh chớn rồi đó bạn, với là ba lan bá lan đồ này kia là nhiều lắm các bạn. Đó. Rồi Kubota chạy xăng dầu luôn. Cái bình này cho anh cây lúa quê hương được.